Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ, Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quàng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quàng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 74, chương 466, Huyết tế Hùng Linh. Tiểu Thất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy 4 cỗ thi thể bị đâm xuyên cả bả vai, vậy mà đồng loạt mở mắt, khóe miệng còn nở một nụ cười tà ác. Thế vậy Tiểu Thất không chút do dự, lập tức lấy ra 4 đạo linh phù quăng ra. Linh phù rất nhanh áp vào trên trán của 4 cỗ thi thể. Nhìn một màn này, hai người Vương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, nịnh hót: đại sư thật là lợi hại. Đại sư, 4 người này chẳng lẽ là người sống? Tiểu Thất lắc đầu một cái: không phải là người sống, mà là quỷ thi. Bọn chúng bị treo ở đây, hấp thu quá nhiều quỷ khí, dần dần biến thành quỷ thi đó. Quỷ thi là cái gì vậy? Quỷ thi là một loại giống như cương thi vậy, nhưng tốc độ bọn họ không chỉ có nhanh, mà sức mạnh cũng vô cùng lớn. Nói xong, Tiểu Thất tiếp tục nhìn chằm chằm con búp bê Huyết tế lệ quỷ. Đây chính là một phương tàn sát. Loại tà ác pháp thuật này cũng không phải là tại ngàn năm trước đã bị thiên hạ huyền môn tiêu sát hay sao? Rốt cuộc là ai mà lại còn có thể huyết tế lệ quỷ? Huyết tế lệ quỷ nhìn qua không có đơn giản như vậy. Máu tươi ngâm quỷ thì được, nhưng trước hết là phải xóa đi trí nhớ của con quỷ, để nó biến thành một con quỷ chỉ biết giết chóc, sau đó hạ xuống nguyền rủa, rồi cuối cùng dùng máu tươi chăn nuôi. Một lượng lớn máu tươi rất lớn, huyết tế hoàn thành ít nhất phải yêu cầu máu tươi của hơn 100 người. Tiểu Thất không biết búp bê này không biết đã hút bao nhiêu máu người, nhưng hẳn là chưa có huyết tế thành công, nếu không cũng không bị phong bế như vậy. Huyết tế thành công, lệ quỷ sống lại sẽ biến thành trẻ hình hài, trẻ sơ sinh. Chỉ cần có đủ quỷ khí, trong vòng 1 ngày nó có thể trưởng thành. Tiểu Thất đưa tay gẩy gẩy búp bê, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc. Nhất thời Tiểu Thất cả kinh: Đây là tiếng trẻ sơ sinh khóc mà. Không lẽ nào là huyết tế thành công? Đại sư, mới vừa rồi tiếng khóc... Tiểu Thất phất phất tay, trầm giọng: lui ra ngoài. Hai người Vương Bình cẩn thận từng ly từng tí lui về đằng sau. Tiểu Thất lấy ra ngũ hành kỳ, bàn tay vung lên, ngũ hành kỳ bay ra cắm vào xung quanh búp bê, bao vây nó lại, sau đó lui ra phòng ngầm dưới đất. Huyết tế ra lệ quỷ cũng không phải là tình trạng như Tiểu Thất có thể đối phó được. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra đấu mực, ngay sau đó nhìn Vương Bình: cho ta một chút máu. Người muốn máu của ta làm gì? Người không phải cũng có máu sao? Dài dòng cái gì? Ta là quá ít máu, không nỡ bỏ dùng. Vương Bình trợn mắt: nhưng ta thực sự không nhìn ra máu của người đắt ở chỗ nào. Này, thế người có cho hay không? Là cho. Vương Bình từ trong hông rút ra một con dao găm, cắt ngón tay, nhỏ máu tươi vào bên trong đấu mực. Tiểu Thất lại từ trong túi lấy ra thi du, nhỏ một chút vào, sau đó đem hồng tuyến kéo ra, đem thiết lan quấn lại. Hai người Vương Bình không hiểu, liếc mắt nhìn Tiểu Thất: đại sư, ngươi làm gì vậy? Còn búp bê bên trong rất lợi hại, ta muốn vây khốn nó. Người trực tiếp tiêu diệt không phải là được sao? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Vương Bình: huyết tế lệ quỷ Không phải là một mình ta có thể đối phó được. Đánh nhau, hai người các ngươi ắt hẳn cũng gặp họa đó. Vậy thì người vây khốn là được rồi. Hai người Vương Bình co lại. Mấy phút sau, Tiểu Thất đứng dậy. Được rồi, chúng ta đi những nơi khác xem một chút. Đại sư, người đến tụt cùng là muốn tìm cái gì? Là ngọn nguồn của sự việc. Nơi này không phải là cả một tòa cao ốc bao trùm âm khí. Nói xong, lấy ra la bàn, cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu, kẹp một đạo linh phù đặt ở trước ngực, niệm chú ngữ. Linh phù bốc cháy, hóa thành một vệt hồng quang, bay vào trong la bàn. Địa châm của la bàn chuyển động, chỉ ra bên ngoài. Đi theo la bàn chỉ dẫn, từ từ đi về phía trước. Rất nhanh, đi đến hành lang. Liếc mắt nhìn la bàn còn ở phía trên, ba người một hơi leo lên 10 tầng lầu. Vương Bình dựa vào tường thở hổn hển. Đại sư, cuối cùng đã đến nơi chưa? Nếu không chịu được, các người đi về trước đi. Vừa mới nói xong, hắn lại hối hận. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng, hai người bọn họ có thể đi xuống dưới lầu được hay không là cả một vấn đề. Nghỉ ngơi mấy phút lại leo tiếp. Đi đến 14 tầng lầu, tới tầng 14, địa châm lại một lần nữa xoay chuyển, chỉ một hướng khác. Nơi này cũng không còn là bộ dáng như lúc trước. Từ trung gian tách ra là một cái hành lang chật hẹp. Đi độ 2 phút, Tiểu Thất dừng lại, dừng trước một cánh cửa. Giống như công ty nước ngoài lần trước, một kiếm bổ vào cửa, từ từ đi vào. Ở trong công ty vô cùng lộn xộn. Theo phương hướng địa châm của la bàn chỉ, không sai biệt lắm, độ khoảng 100 mét. Tiểu Thất dừng bước. Ở trước mặt cách không xa, trong một căn phòng ngầm là có huyết tế lệ quỷ như vậy. Tiểu Thất vừa định đi, đột nhiên búp bê phát ra một trận tiếng cười chói tai. Quay đầu nhìn lại, hai người Vương Bình ôm đầu thống khổ, nắm đấm đấm thẳng lên đầu mình. Tiểu Thất cũng nghiến răng niệm thanh tâm chú, đem tiếng cười áp chế. Tiểu Thất lập tức chỉ thẳng kiếm lên. Yêu nghiệt phương nào, còn không mau lăn ra đây cho ta. Pháp sư, ở đằng sau người. Tiểu Thất đang từ từ chuyển động thân thể, quan sát bốn phía. Lúc này Vương Bình đột nhiên mở miệng nói một câu. Nghe vậy, Tiểu Thất xoay người, long tiền kiếm bổ ngang ra. Quỷ ảnh trước mắt biến mất không thấy. Tiếng cười vẫn còn vang vọng ở đây. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra thiên bút. Ở lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù, nắm chỉ quyết, rất nhanh nệm chú. Ngay sau đó, một chưởng đánh ra phần thiên hỏa. Ánh lửa lóe lên ở trong lòng bàn tay, lửa lớn rừng rực phun ra, thiêu đốt tất cả ở đây. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lại vang lên bên tai. Lúc này một đạo quỷ ảnh từ trong ánh lửa lóe lên. Tiểu Thất rung cổ tay, long tuyển kiếm dâm ngâm lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không ra. Quỷ ảnh bay ra khỏi ánh lửa, cái miệng tét ra cười, thế nhưng vang lên lại là tiếng khóc. Còn mẹ nó, ngoại trừ cười không có cái gì khác sao? Đại sư, ta có cảm giác con quỷ này nó bị điên đó. Không phải điên, là ta đánh giá sai thời điểm huyết tế, hoặc có lẽ là huyết tế không phải hắn. Vừa dứt lời, một đạo âm thanh lạnh thấu xương truyền vào lỗ tai. Ngươi nói không sai, huyết tế không phải hắn. Quay đầu nhìn lại, cách mấy người không tới 20 mét, ở trước bàn làm việc có ngồi một người, một nữ nhân. Mà nàng trên người mặc đồ công sở, tướng mạo khá là ngọt ngào, nhưng nụ cười nhìn qua làm cho người ta sợ hãi. Đại sư, hai người các ngươi ra đằng sau ta, tự mình chú ý bốn phía. Hai người Vương Bình nhìn nữ tử, sau đó vội vàng né tránh, cúi đầu trốn đằng sau lưng Tiểu Thất. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nhẹ giọng. Là ngươi, huyết tế lệ quỷ. Ngươi cũng không biết từ đâu tới đây. Tiểu tử, ngươi nhìn cho kỹ, ta là người sao? Nghe nói như vậy, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù phẩy qua mặt. Một hồi lâu nhẹ giọng. Ngươi là huyết tế lệ quỷ lớn lên, khó trách ta không phát hiện được ngươi. Nữ quỷ vuốt vuốt mái tóc nhẹ giọng. Cũng không biết là ai cho ngươi tự tin, lại dám tới đây. Người chán sống rồi sao? Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Lúc trước cuối cùng ta nghe nói đến huyết tế lệ quỷ rất lợi hại, cho nên một mực không dám xuất thủ. Bất quá nếu như hôm nay ta không giết ngươi, ta nghĩ ba người chúng ta cũng không đi ra khỏi đây được. Huyết tế lệ quỷ, không có huyết thì làm sao mà được. Nữ quỷ nói một câu, thân hình đột nhiên biến mất. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, cẩn thận đánh giá. Bỗng nhiên cách ba bước, lập tức một kiếm đâm ra. Một tiếng kêu lên, nữ quỷ thân hình lại hiện. Nàng một mặt vô cùng không tưởng tượng nổi, mà Tiểu Thất lại cười nhạt. Huyết tế lệ quỷ cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nữ quỷ lui về đằng sau mấy bước, cao giọng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Thấy vậy, Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng. Con quỷ này tại sao không có tự tin tí nào? Bất quá mới giao thủ có một chiêu, dĩ nhiên cũng làm cho điên rồi. Điên rồi, bộ dáng của nàng cũng thay đổi, không còn ngọt ngào nữa mà trở lên kinh khủng. Cặp mắt nhẻo ra máu tươi, trên cổ còn quấn một sợi xích, lỗ tai cũng một bên có, một bên không. Trên miệng móc sắt, mũi cũng bị cắt đi. Nhìn bộ dáng của nàng như vậy, trước khi huyết tế hẳn là đã chịu vô cùng đau đớn tra tấn, biết bao nhiêu đau thương, khó trách lại bị điên. Khi còn sống có khi phòng chừng cũng điên, sau khi chết cũng không có tốt đẹp hơn tí nào cả. Chương 467, cô gái thần bí. Âm khí xoay chuyển quanh thân của nữ quỷ, khí thế cả người nàng bộc phát vô cùng cường đại. Pháp sư, nữ quỷ đang làm gì vậy? Nàng đã tụ tập âm khí, sau khi xong tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe nói như vậy, hai người Vương Bình vội nói. Vậy ngươi tại sao còn không mau động thủ? Không, bây giờ động thủ chỉ có thể đánh tan âm khí quanh thân của nàng, không đả thương được căn bản. Đợi nàng tụ xong âm khí, cùng nàng đao thật thương thật đánh nhau một trận. Hai người Vương Bình nghe được thì thật sự buồn bực, cười một tiếng. Tiểu Thất gãi đầu một cái, nghi vấn. Các người cười cái gì? Đại sư, khẩu vị của ngươi thật nặng đó. Nhìn nụ cười đều trên mặt bọn họ, Tiểu Thất mới phản ứng, lườm hai người. Các người đang tưởng tượng xấu xa, suy nghĩ cái gì không biết. Chúng ta đâu có nói gì, là người tự nói mà. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, không thèm để ý hai thằng này. Ở cái nơi như vậy mà còn có tâm tư đùa giỡn, thần kinh đúng là cũng dở. Đang nói chuyện, âm khí quanh thân nữ quỷ đã hoàn toàn ngưng tụ, đến cả hô hấp vừa thu vừa phóng. Ngay sau đó nàng rít lên một tiếng, âm khí nhất thời nhập thể. Tiểu Thất lùi về đằng sau hai bước, nhẹ giọng. Các người tự lo chính mình, sắp đánh nhau rồi đó. Vậy chúng ta lui ra xa một chút. Đừng có lùi quá xa, ở nơi đây còn những con quỷ khác. Nếu như có quỷ đến gần, các người dùng câu hồn trong tay mà đánh. Nói xong, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù dính lên chuôi long tuyền kiếm. Hắn cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên linh phù. Linh phù tỏa ra phù quang, long tuyền kiếm hoàn toàn biến dạng, toàn thân trở nên đỏ ngầu. Cùng huyết tế lệ quỷ giao thủ không thể so với bình thường. Bọn họ một khi kích thích tất cả lực lượng trong cơ thể, tuyệt đối không kém gì một con tân sinh quỷ vương. Tiểu Thất cùng nàng có thể nói là lực lượng chiến đấu tương đương nhau. Trước đây gặp quỷ vật lợi hại, bên người còn có người trợ giúp. Thế nhưng bây giờ chỉ có một mình Tiểu Thất, hắn cũng không có một chút sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Từ nhỏ đã tu đạo sĩ, trở thành mệnh vị đỉnh phong pháp sư như bây giờ, trong thiên hạ huyền môn, người có thể so với Tiểu Thất cũng không có là mấy. Nữ quỷ bay sang một bên, gương mặt kinh khủng, đôi mắt trợn trừng như cá chết, nhìn tằm chằm chằm Tiểu Thất. Ngươi là ai? Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Lại còn như vậy chứ? Hơ hơ long tuyền kiếm tử tốn nói. Cũng không cần nói nhảm đâu, động thủ đi. Ngươi là ai? Nữ quỷ không hề lay động, tiếp tục hỏi. Tiểu Thất vỗ chán. Còn mẹ nó, hôm nay đúng là thời vận không ra gì. Điện thoại rơi bị vỡ, gặp một con quỷ lại bị bệnh thần kinh. Ngươi không động thủ là ta động thủ trước đó. Tiểu Thất hét lên, một bước giải vọt tới, rung cổ tay, long tuyền kiếm chém ngang qua. Nữ quỷ không né tránh, tay phải vung lên, trực tiếp túm lên thân long tuyền kiếm. Sắc mặt của Tiểu Thất cả kinh, thật sự là lợi hại, tay không bắt lấy Long Tuyền. Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyền nhất chuyển, nữ quỷ nhất thời buông lỏng thân kiếm, lảo đảo lùi về đằng sau hai bước. Tiểu Thất dẫm mạnh xuống đất, nhảy lên trên cao, kiếm quang tỏa ra bốn phía, trong trước mắt bảo vệ nữ quỷ. Hai người Vương Bình ở đằng sau lưng nhìn thấy trợn mắt há mồm, không biết từ đằng sau lưng có một con quỷ từ từ đi tới. Nữ quỷ tét miệng cười một tiếng, một tay cầm xích sắt, dùng sức giật một cái, đem cái đầu kéo xuống, dùng làm vũ khí hướng Tiểu Thất mà đập tới. Còn mẹ nó, lại ác tâm như vậy. Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, động tác chậm lại, lập tức lộn nhào. Sau khi đứng vững trên mặt đất, một bước dài vọt tới, ngón tay đã quấn một đạo linh phù. Diệt hồn lệnh! Kiếm chỉ theo phong mang đánh vào trái tim của nữ quỷ, giống như là một mũi tên, mang theo tốc độ mà mắt thường khó nhìn được, xuyên qua. Nữ quỷ kêu lên thảm thiết, cánh tay xoay tròn, đầu đập tới. Lúc này, hai người Vương Bình đột nhiên quát to một tiếng. Tiểu Thất cũng không quay đầu lại, quát lên. Cả người kêu cái gì? Không người trả lời, chỉ vang lên tiếng âm thanh xích sắt. Không cần nghĩ cũng biết, hai người bị quỷ quấn lấy. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, chạy đi. Nữ quỷ biết không ổn, bàn tay cầm lấy cái đầu, nhấn mạnh lên trên người, sau đó lui về đằng sau. Đã muộn rồi. Trong phút chốc, âm thanh của Tiểu Thất vang lên sau lưng của nữ quỷ. Long Tuyền nhất chuyển, đâm thẳng vào thân thể của nữ quỷ. Nữ quỷ không ngừng kêu thảm, lập tức động hai tay. Thấy một màn này, Tiểu Thất dùng sức thêm mấy phần, Long Tuyền kiếm xuyên qua thân thể của nàng. Nữ quỷ liên tục bị thương nặng, sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều, nghiêng người mà lên, vừa muốn động thủ, nữ quỷ giống như ở đằng sau có một ánh mắt, liên tục né tránh. Cứ như vậy là nữ quỷ tránh, Tiểu Thất đổi. Vương Bình cùng Lý Kiện cũng mệt mỏi, hai người không ngừng thở hổn hển, xích sắt trong tay vẫn vũ động, cũng thực là làm khó bọn họ. Câu hồn tác cũng không có nhẹ, cầm lên lâu như vậy không mệt mới là lạ. Còn mẹ nó, trọng thương như vậy mà còn chạy nhanh như vậy sao? Tiểu Thất dừng lại, chống hai chân thở hổn hển. Lúc này hai người Vương Bình hô lên, đại sư mau tới cứu mạng, là nhiều quỷ quá. Tiểu Thất ngẩng đầu liếc mắt, kẹp ra một đạo linh phù, bàn tay vung lên, linh phù phiêu giật bay qua, nhất thời đem bao hai người bọn họ lại. Đám quỷ quanh thân cũng toàn bộ tản ra, hai người tựa vào nhau thở hồng hộc. Nữ quỷ cũng dừng lại, đứng đối diện với Tiểu Thất, không nói một tiếng nào. Nghỉ ngơi mấy phút, Tiểu Thất phất tay. Người có thể đừng có chạy nữa không? Đao thật thương thật đánh nhau một trận được không? Có quỷ mới đánh nhau với ngươi. Nữ quỷ khó chịu nói. Thì người không phải là quỷ sao? Đúng lúc này vang lên tiếng chuông gió, vành tai lắng nghe, tựa hồ còn tiếng bước chân rất nhẹ. Nữ quỷ biến sắc, hét lên, mau cứu ta, mau cứu ta. Tiểu Thất nhướng mày một cái, nữ quỷ này bị làm sao? Chẳng lẽ đến lúc này có liên quan đến tiếng chuông gió? Mau cứu ta. Tiểu Thất nhìn nàng một cái, phất tay, nữ quỷ nhất thời im lặng. Tiếng chuông gió thanh thúy dễ nghe, hơn nữa có tác dụng an hồn. Ước chừng một phút sau, một cô gái che mặt đi đến đây. Nàng mặc không phải là trang phục hoa hạ, Tiểu Thất không nhìn ra. Nàng đặt hai tay ở bụng, khom người, nói một câu không hiểu. Lông mày Tiểu Thất nhướng lên. Vương Bình, nàng đang nói gì vậy? Ta cũng không hiểu, bất quá hẳn là Đông Doanh. Vương Bình nhẹ giọng, ngôn ngữ Đông Doanh. Tiểu Thất cau mày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chăm chăm người đàn bà này. Chẳng lẽ nàng chính là âm dương sư kia? Nàng lại nói một câu, Tiểu Thất lại lắc đầu. Nàng chỉ nữ quỷ, dùng ngôn ngữ hoa hạ vô cùng khó nghe. Đưa nàng cho ta. Tiểu Thất liếc mắt nhìn nữ quỷ, không ngừng lắc đầu. Ánh mắt của nữ quỷ đều sợ hãi. Tiểu Thất nhìn cô gái thần bí ở bên này nói, ngươi là ai? Ngươi chưa cần thiết phải biết. Vậy sao? Tại sao đất hoa hạ, những thứ âm tà vật như vậy lại xuất hiện? Ngươi nói ta không cần phải biết rõ. Có phải ngươi coi mình quá quan trọng hay không? Tiểu Thất hờ hững. Đem nàng giao cho ta. Nữ tử lại lặp lại. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Nếu như ta không giao thì sao? Vậy thì chết. Nữ tử từ trong áo lấy ra một mảnh giấy, gỡ xuống châm cài tóc, đâm thủng mảnh giấy. Trong miệng kỷ lý oa lạp nói một tràng. Ba người nghe không hiểu. Trong tay nàng mảnh giấy biến thành một thân người đầu trâu. Ấy đầu trâu có mã diện hay không? Đầu trâu mũi thở ồ ồ, cúi đầu vọt tới Tiểu Thất. Tiểu Thất bước chân khẽ rời, long tuyền kiếm chém ra, vừa vặn đánh vào trên sừng trâu, lập tức làm cho hắn đau đến mức kêu réo không ngừng. Trong phút chốc đầu trâu lại vọt tới, quả đấm hướng Tiểu Thất bạo đập. Tiểu Thất vội vàng né tránh, quả đấm đầu trâu nện xuống đất, nhất thời mở ra một cái hố. Đầu trâu mũi bốc khói trắng, xoa xoa hai cái sừng lại vọt tới. Cùng cái sừng trâu này dây dưa chốc lát, phát hiện đầu trâu này ngoại trừ khí lực lớn một chút cũng không có tác dụng gì. Đứng ở đối diện về phía đầu trâu, ngoắc ngoắc ngón tay từ tốn. Tới đây nha đầu. Đầu trâu kêu lên một tiếng tức giận, mũi không ngừng bốc khói trắng, hai chân đạp một cái hướng Tiểu Thất vọt tới. Đại sư! Vương Bình còn chưa dứt lời, một trận tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Long tuyền kiếm đã xuyên qua thân thể của đầu trâu. Đầu trâu thân thể từ từ mờ nhạt, cuối cùng biến thành mảnh giấy. Đông Doanh nữ tử giật mình. Ngươi vậy mà thắng thức thần của ta. Tiểu Thất cười nhạt. Chẳng lẽ không phải là Ngưu Ma Vương sao? Chương 468. Hộ thân thức thần. Ngưu Ma Vương là ai? Nữ tử nghi hoặc hỏi. Tiểu Thất cười một tiếng. Ngưu Ma Vương là một đại yêu của Hoa Hạ. Cái loại thức thần như ngươi, người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã đâm chết rồi. Nữ tử mắng lên một tiếng tức giận. Tiểu Thất nhún vai. Có bản lĩnh gì thì lấy hết ra đi. Nhìn bộ dáng của ngươi đoán chừng chỉ là âm dương sư của Đông Doanh. Các người lúc trước tạo nghiệt, bây giờ cũng nên vẫn còn nghiệt đó. Hai người Vương Bình nhìn thấy bên cạnh Tiểu Thất, nghi hoặc. Đại sư, nàng lúc trước tạo nghiệt gì? Tiểu Thất tức giận lườm hai người. Uổng công, các người dù gì là lính, chẳng lẽ đối với người Nhật Bổn cũng không có hận ý sao? Lúc trước đã giết nhiều người Hoa Hạ như vậy, các người bây giờ hẳn là cả một bụng muốn bắn chết nàng đó. Ta cũng muốn, nhưng mà như vậy là phạm pháp, giết người đó. Tiểu Thất khinh bỉ liếc mắt nhìn Vương Bình. Nàng lợi dụng cao ốc thế kỷ mới giết bao nhiêu người, còn phạm cái rắm, xử bắn người đều còn thừa đó. Cũng được. Vương Bình gật đầu, vừa định rút súng, bên tai đã vang lên tiếng súng. Quay đầu vừa nhìn là Lý Kiện đang thổi khói từ lòng súng. Đại sư nói đúng, người Nhật Bổn đã sớm hẳn là giết, huống chỉ ở chỗ này giết khoảng 100 người. Tiểu Thất khoát tay một cái. Các người lùi xuống. Đồ vật lợi hại đã đi ra. Đồ vật gì lợi hại? Trên người nàng có thức thần, giống như là trên người chúng ta có bồ hộ mạng, đoán chừng là dùng để bảo vệ nàng. Tiểu Thất dừng một chút lại nói. Các người nhìn xem, nàng bây giờ cả người đang tỏa ra hắc khí. Cái này thức thần cũng không có đơn giản đâu. Đại sư, ta không phải là giúp... Không, người nếu như không nổ súng, thức thần trong cơ thể của nàng không biết bao giờ mới ra. Tiểu Thất phất tay tỏ ý hai người mau lui lại đằng sau. Nữ tử Đông Doanh từ tốn nói. Không nghĩ tới các ngươi lại có súng, đem cả thức thần hộ thân của ta bước ra. Bớt nói nhảm đi, động thủ. Tiểu gia đang đói bụng, không có bao nhiêu thời gian để bồi ngươi đâu. Hắc khí tiêu tan, bên ngoài thân thể của nàng xuất hiện hư ảnh của hồ ly, đằng sau có 7 cái đuôi bay lượn. Thấy vậy, Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Là hồ ly. Đại sư, ta xem qua có Hokage ở trong Naruto đó. Hồ ly đó rất lợi hại, người là cẩn thận đó. Mình xem tivi nhiều rồi, đừng ở đây quấy rầy ta. Tiểu Thất trong lòng nghĩ đến. Lục vĩ hồ ly là 1200 năm tu vi. Lúc trước ở Tây Xuyên đối phó với hồ ly tinh cũng phải là 1200 năm tu vi. Bất quá cũng chỉ vừa độ kiếp xong. Khi đó cùng giới sắc hòa thượng đối phó với hồ ly còn không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ mình cũng không phải là nói theo cách thường ngày. Ban đầu Tiểu Thất bất quá chỉ là nhân vị đỉnh phong, mà bây giờ đã là mệnh vị đỉnh phong. Lục vĩ hồ ly đã không thành vấn đề. Nữ tử thân hình lóe lên, đột ngột xuất hiện bên cạnh Tiểu Thất. Tay nàng đã bắt đầu mọc dài ra, lông xù lên. Tiểu Thất cười lạnh, tay trái đánh ra, cùng bàn tay ngạnh đỡ một chưởng, lui về phía sau hai bước, ổn định thân hình. Lục Vĩ Hồ Ly, ngươi có phải là quá coi thường ta sao không? Ngươi xuất toàn lực ra đi, nếu không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết đó. Đông Doanh nữ tử phách lối cười một tiếng, sau lưng lại mọc thêm một cái đuôi. Thấy vậy, Tiểu Thất từ tốn, bây giờ còn có một chút ít màu sắc đó. Chân đạp thất tinh bộ lao tới, long tuyền kiếm múa lên, cái đuôi đằng sau lưng của nàng bay lượn cuốn lên long tuyền. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, chỉ quyết biến đổi, long tuyền kiếm đột nhiên đỏ ngầu. Cái đôi hồ ly giống như là bị lửa đốt, cũng đỏ đến nhức mắt, giống như là người khóc cáo kêu. Loại âm thanh này chói tai. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù quấn ở đầu ngón tay, hét lên một tiếng, trù ma lệnh, còn tránh được không? Long tuyền kiếm bổ xuống, cái đuôi bay lượn, sau đó phun một búng máu lên thân long tuyền. Mũi kiếm chỉ vào hư ảnh hồ ly, quát lên, cửu châu đại địa, yêu ma tề tụ, tam thanh chí thượng, chấn ma yêu khiến, thái thượng sắc lệnh, phá. Một đạo hồng quang từ mũi kiếm lóe ra, sau đó hóa thành một vòng tròn màu đỏ chạy thẳng tới hư ảnh hồ ly. Đây là một chiêu trong sát quỷ lệnh, được gọi là tam thanh chấn yêu khiển, gọi tắt là chấn yêu khiển. Một chiêu này đối với yêu ma lực uy hiếp vô cùng lớn, có khả năng khắc chế lực lượng của yêu ma. Hư ảnh hồ ly không có tránh chấn yêu khiến, mà bảy cái đuôi bay lượn, trong lúc bất chợt lại bị mất đi hai cái. Nàng cũng cảm giác lực lượng của mình bất chợt yếu đi, sắc mặt đại biến, cao giọng, ngươi giở trò lừa bịp. Còn mẹ nó. Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, làm cho người ta cạn lời, bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, một bước xông tới. Ba cái đuôi hồ ly vụt tới quấn lên Tiểu Thất, sau đó thân hình nàng chợt lóe, xuất hiện ở bên người nữ quỷ, một chưởng đem nữ quỷ đập chết. Súc sinh, ta chặt đứt đuôi của ngươi. Tiểu Thất hét lên một tiếng, móc ra một đồng tiền, ấn vào chuôi của long tuyền, sau đó vung lên. Những tiếng đoành đoành vang lên, tiếng trầm vang nổ tung, ba cái đuôi hồ ly rơi xuống. Nữ tử Đông Doanh hét lên thê thảm, nàng quay đầu oán hận nhìn Tiểu Thất, sau đó lùi ra cửa. Muốn chạy sao? Dùng cổ tay, long tuyền kiếm tỏa ra kéo theo cái đuôi màu đỏ bay đi, nhưng tốc độ vẫn chậm một nhịp, chỉ kịp chặt đứt một cái đuôi. Nữ tử Đông Doanh nhảy xuống dưới cửa sổ mà bỏ chạy, thân ảnh biến mất. Bốn cái đuôi hồ ly trên mặt đất giãy giụa, Tiểu Thất đem bốn cái đuôi quấn vào với nhau, kẹp một đạo linh phù bùng cháy ném vào trong cái đuôi hồ ly. Cái đuôi bùng cháy không ngừng giãy đành đạch. Ở bên ngoài cửa sổ cũng truyền đến một tiếng kêu đến tê tâm liệt phế. Tiểu Thất tựa vào trên vách tường nghỉ ngơi chốc lát. Hai người Vương Binh đi tới. Đại sư, ngươi thật sự là lợi hại. Tiểu Thất từ tốn, bình thường đi, để cho nàng bớt bỏ chạy rồi đó. Bất quá chặt đứt bốn cái đuôi của nàng cũng hao tổn không ít tu vi, về sau không đáng lo. Ta là hoài nghi nàng không phải là hắc thủ sau màn. Ngươi tại sao lại nói như vậy? Nàng chưa dùng âm dương thuật, hơn nữa thức thần cũng là bị người ta cưỡng ép vào trong cơ thể. Xem ra người sau lưng của nàng không đơn giản. Sự tình của cao ốc thế kỷ mới không đơn giản như vậy. Không biết âm dương sư ở đây đã làm huyết tế lệ quỷ biết bao nhiêu con. Bất quá bây giờ phòng chừng đều đã mang đi. Lúc trước một nữ tử như vậy xuất hiện, Tiểu Thất cũng không tin là chỉ có một. Âm dương sư, âm dương thuật, thức thần, những thứ này đối với Tiểu Thất mà nói đều là những đồ vật xa lạ. Cho đến bây giờ xác định đối thủ, xem ra cũng phải tìm một chút phương diện, xem một số thư tịch, như vậy mới có thể tính ra biện pháp rời khỏi nơi này. Bất kể, Tiểu Thất gật đầu. Ngọn nguồn quỷ khí đã tìm được. Nữ quỷ lúc trước, nàng cũng là huyết tế lệ quỷ, bất quá đã lớn lên, cho nên âm khí trên người vô cùng dày đặc. Tòa cao ốc này khẳng định còn có những quỷ vật khác, bây giờ không thích hợp để đối phó. Tại sao vậy? Tiểu Thất trợn mắt. Người cũng không biết sao? Hai người các người ở bên cạnh ta, căn bản là ta không thể toàn lực chiến đấu được. Vậy cũng tốt, là chúng ta liên lụy người. Ba người rời khỏi. Một con mãng xà màu đen to như bắp đùi bò ra từ bên kia bàn làm việc. Đôi mắt rắn cực kỳ kinh người lóe lên, cự mang nhổ ra một cái lưỡi. Đầu rắn hiện lên một mặt quỷ, khóe miệng dâng lên một nụ cười âm lãnh. rời khỏi cao ốc thế kỷ mới, bước vào trong âm khí. Qua một chút thời gian, đã hơn 3 giờ chiều. Bọn họ ở cao ốc thế kỷ mới giằng co 3 tiếng đồng hồ. Lúc đi vào, bây giờ đã vây quanh rất nhiều người. Thấy ba người Tiểu Thất đi ra, đoàn người đều gào lên, sau đó tứ tán né ra. Chỉ còn lại Vương Bình và những người kia. Bọn họ đi tới trước vui vẻ. Vương Bình, Lý Kiện, các người vậy mà không sao? Ngổ lỗi, người là có ý gì? Hy vọng chúng ta làm sao à? Không không, các người tiến vào mấy tiếng đồng hồ, nghĩ đến đám các người cũng giống như những người kia đã chết. Vương Bình liếc nhìn Tiểu Thất. Trên đường quay ra, Tiểu Thất đã nói cho hai người một số việc không thể nói bậy. Sau đó hắn nhẹ giọng, xem vị bên cạnh ta chưa, đây là đại sư đó, hôm nay đi theo hắn, hai người chúng ta mở mang tầm mắt lắm. Vậy các người đã thấy gì? Hai, ta đã đồng ý với đại sư là không kể rồi. Vương Bình cười nói. Lúc này Tiểu Thất nhẹ giọng, sự tình lúc trước ta mong các người nhớ kỹ. Số điện thoại của ta các người cũng đã biết. Nếu như đã thấy được những người đó, gọi điện cho ta. Đại sư người yên tâm. Tiểu Thất gật đầu. Lúc trước ta cho các người linh phù, nhớ cất kỹ. Ê, thứ tốt như vậy làm sao mà tôi để mất. Như vậy đi, ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, hôm nay mệt chết ta rồi. Nói xong, Tiểu Thất chậm rãi nghênh ngang mà đi. Chương 469, sự kiện giết người ở quán rượu. Tiểu Thất sau khi rời khỏi, hai người Vương Bình liền bị những chiến hữu vây lại. Hai người dáng vẻ vô tội. Một người 30 mấy tuổi, nhìn có vẻ là đội trưởng, cười híp mắt. Vương Bình, Lý Kiện, các người thành thật khai báo, đã nhìn thấy những thứ gì? Đội trưởng, hai chúng ta là sợ muốn chết, cũng không dám nhìn cái gì cả. Người đừng có gạt chúng ta. Đội trưởng, làm sao mà dám gạt người. Thật là thực đó, chúng ta sau khi đi vào sợ hãi quá, mắt còn không dám mở, một mực núp ở bên một góc tường ngoài cao ốc thế kỷ. Vương Bình nhẹ giọng, thật không? Lý Kiện vội vàng gật đầu. Mấy người nhìn bộ dáng hai người Vương Bình cũng không dây dưa nữa, liền đi tới xe. Vương Bình quệt mồ hôi trên trán. Còn may là đội trưởng thông minh, không có thông minh tí nào. Người nói gì đây? Các anh em lục soát người. Sau khi Tiểu Thất rời khỏi cao ốc thế kỷ, liền đi lấy đến mấy tiệm điện thoại di động. Rốt cuộc mua được một cái điện thoại Nokia cao cấp. Hắn cũng không tin có thể điện thoại đập được hột đào, nhưng mà làm sao mà có thể vỡ bể được. Thay thẻ sim vào, ngồi xe taxi tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút, chờ khỏe ngày mai gọi điện báo cho bọn Mã Tiểu Tiểu. Sau khi xuống xe trả tiền, liền đi vào bên trong quán trọ làm thủ tục nhập trụ. Hắn cầm khóa phòng lên lầu 4. Ở nơi này tại sao lại kỳ quái như vậy? Tiểu Thất đứng ở thang máy lầu 4 nhìn một cái, ánh đèn không ngừng lóe lên. Lúc đi đến cửa, toàn bộ đèn điện tắt ngúm. Liếc mắt nhìn hai bên không có phát hiện điều gì lạ, liền đi vào trong nhà. Ngay tại thời điểm Tiểu Thất đóng cửa phòng, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Nhìn ở bên trong không có ai cả. Cửa thang máy vẫn mở, ước chừng kéo dài nửa phút. Bên trong truyền ra tiếng xào xạc. Ngay sau đó một con mãng xà màu đen từ bên trong bò ra. Trong miệng của mãng xà còn ngậm một con búp bê. Con búp bê cả người bẩn thỉu, ánh mắt vẫn còn nhỏ máu. Con mãng xà đem con búp bê đặt trước cửa phòng của Tiểu Thất, sau đó theo đường cũ quay về. Tiểu Thất đang ở trong phòng, tự nhiên không thấy một màn này. Nhưng ở dưới lầu phục vụ thì hoảng sợ vô cùng. Đây là chuyện gì? Con mãng xà từ đâu tới? Mà báo cảnh sát, con mãng xà to như vậy nói không chừng có thể là ăn thịt người đó. Hơn nữa là màu đen, khả năng có kịch độc đó. Một người đàn bà nóng nảy đến muốn khóc. Ta báo cảnh sát, người đi báo quản lý đi, để cho nàng dẫn người tới xem một chút. Ở lầu 4 bên trong phòng khách sạn, Tiểu Thất tắm, ngồi ở trên giường xem tivi một chút, cầm điện thoại gọi cho lễ tân của nhà trọ đưa bữa ăn lên. Ở lầu 1 bây giờ đang ầm ĩ vô cùng, căn bản là không có ai nghe điện thoại. Chuyện gì vậy? Sao không có ai nghe máy? Tiểu Thất tay nắm ống nghe, nhíu mày. Không phải là quán trọ phục vụ 24/24, tại sao lại gọi điện cho lễ tân mà không ai nghe máy? Cúp điện thoại cũng không định ra ngoài đi mua đồ ăn, chờ một chút gọi lại. Ước chừng 5 phút sau, cửa phòng bị gõ. Mở cửa phòng, Tiểu Thất dương mắt nhìn, Có 5-6 người đứng ở cửa. Tiểu Thất nhíu mày nghi hoặc: các người định làm gì? Có một nữ tử độ 30 tuổi, trên mặt mang một nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ giọng: à, ta là quản lý của quán trọ, là Trương Linh. Là như vậy, chúng ta... Phục vụ viên ở trước đài đang theo dõi camera, thấy một con mãng xà màu đen, chúng ta muốn lên hỏi một chút. Anh có thấy nó hay không? Tiểu Thất lắc đầu một cái, ánh mắt bị con búp bê trong tay nhân viên bảo vệ hấp dẫn. Ngay sau đó hỏi: này, con búp bê này là từ đâu? À, là con mãng xà đưa đến cửa phòng của anh đó. Tiểu Thất cau mày nhìn chằm chằm con búp bê. Trong lúc bất chợt nhìn thấy con búp bê đảo đảo, khóe miệng lại câu lên một nụ cười. Trong lòng thầm giật mình, dụi mắt nhìn lại, con búp bê vẫn mang dáng vẻ như vậy. Này, xin hỏi anh có chuyện gì không? Quản lý của quán trọ kêu Tiểu Thất mấy lần. Tiểu Thất khôi phục lại tinh thần: tôi cũng không biết chuyện gì, hơn nữa tôi mới vào đây chưa đầy nửa giờ mà. Xin lỗi đã quấy rầy. Tiểu Thất khoát tay: đúng rồi, mang cái gì ăn tới cho tôi đi. Ở quán trọ của chúng tôi là ăn nhất thể, chờ một chút sẽ có nhân viên giao thức ăn, mang thực đơn lên. Anh yêu cầu ăn cái gì thì điền vào đó. Nghe vậy Tiểu Thất từ tốn: không cần. Quán trọ các người có món gì đặc sắc, làm mấy món cho ta là được rồi. Vậy anh chờ một chút, nếu như có chuyện xin thông báo cho lễ tân. Quản lý quán trọ tươi cười nói. Nói xong mấy người rời đi. Tiểu Thất đứng ở cửa nhìn chằm chằm bóng lưng mấy người, trong lòng luôn cảm giác con búp bê này quỷ dị. Nghĩ một lúc lâu cũng không ra đầu mối, liền lắc đầu, đoán chừng là gần đây mình mệt mỏi, có chút nghi thần nghi quỷ. Đóng cửa quay vào phòng, ước chừng qua vài chục phút cửa phòng lại bị mở ra. Mở cửa là nhân viên giao thức ăn của quán trọ. Hắn đem thức ăn đặt ở trên bàn, mỉm cười nói một câu rồi rời đi. Sau khi ăn uống no say, xem tivi, bất tri bất giác liền lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, ở hành lang chuyển đến tiếng huyên náo. Tiểu Thất mở cửa phòng vừa nhìn là quản lý quán trọ, còn có hai nhân viên bảo vệ đứng ở cửa phòng đối diện. Ở trong phòng có bà cảnh sát đang kiểm tra gì đó. Trong lòng nghi hoặc vô cùng, mở cửa nhìn một hồi, thấy trên giường có một cỗ thi thể. Ở bên cạnh có một nữ tử 27-28 tuổi, giờ phút này đang lập biên bản với cảnh sát. Là xảy ra chuyện gì? Tiểu Thất cau mày cẩn thận xem một hồi, không thấy có âm khí, quỷ khí, thậm chí yêu khí. Nghĩ đến không phải là sự kiện linh dị, chỉ là án mạng bình thường. Lúc này quản lý quán rượu nhìn thấy Tiểu Thất liền hỏi: xin hỏi tối qua anh có nghe thấy động tĩnh hay tiếng vang gì hay không? Tiểu Thất nhún vai: ta ở phòng đối diện, cô cho dù muốn hỏi thì phải hỏi 7 căn phòng cách vách đi, chứ hỏi ta làm gì. Ê, phòng 8407 cách vách cũng không có người ở. Lầu 4 chỉ có gian phòng của anh, và phòng 8406 có người thôi. Nghe vậy Tiểu Thất ngẩn người. Vừa nói như vậy hắn có nghi ngờ, ngay sau đó nghĩ đến quán rượu này có camera giám sát, nếu như đã có nghi ngờ thì đã sớm có người tìm hắn. Mấy phút sau có mấy người pháp y đi tới, dùng túi nhựa đựng thi thể mang ra khỏi phòng. Đi ngang qua bên cạnh Tiểu Thất, hắn cúi đầu nhìn một cái, nhưng túi thi thể đã mang đi. Nghe quản lý quán trọ cùng nhân viên bảo vệ thấp giọng trò chuyện. Phòng 8407, ở đó là một đôi vợ chồng, người nam 30 tuổi, nữ 27 tuổi, là tới kinh thành du lịch. Ấy vậy mà người nam lại lăn ra chết. Sau mười mấy phút, cảnh sát đi ra. Đợi một chút, người nữ kia cũng đi ra. Sau khi mấy người rời khỏi, quản lý quán trọ than thở: đang yên đang lành lại xảy ra chuyện. Quản lý, màn hình giám sát không có thấy gì cả, đoán chừng là nữ nhân này giết chồng mình đó. Một nhân viên bảo vệ nhỏ giọng: ta xem ra không phải đâu, tình trạng của người đàn ông kia rất khủng bố, cả khuôn mặt giống như là củi khô vậy. Không phải là ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy sao? Cảnh sát nhẹ nhàng ấn một cái, trán của hắn liền lõm vào. Nghe vậy Tiểu Thất trầm giọng: này, cô vừa mới nói khuôn mặt của người chết giống như là củi khô. Chắc là ngươi nghe lầm rồi, thật là ngại quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, quản lý quán trọ mang theo nhân viên bảo vệ vội vàng đi xuống lầu. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, nhìn một cái phòng 8407 đóng chặt cửa. Sau đó trở về phòng mình. Nhân viên quản lý quán trọ không nói với Tiểu Thất, đoán chừng là sợ Tiểu Thất trả phòng. Rửa mặt, ngồi trên giường, gọi điện cho Trần Thần. Sau đó gọi tới phục vụ, gọi bọn Mã Tiểu Tiểu, bọn Chu Gia Hào, đem mấy người liên lạc. Gọi một lần đều không trong phạm vi phục vụ. Đặc biệt Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, đưa điện thoại di động ném trên giường, sau đó lập tức che gối ngủ. Đến trưa, cửa phòng bị gõ. Tiểu Thất dụi mắt mở ra, thấy có hai cảnh sát. Hai người móc phù hiệu ra, sau đó nói: "Không biết ngươi có rảnh rỗi không? Chúng ta có chuyện muốn hỏi." "Đi vào đi." Hai người ngồi ở trên ghế, Tiểu Thất ngồi trên giường nhẹ giọng: "Các người muốn hỏi gì?" "Là như vậy, sáng sớm ngày hôm nay ở phòng bên kia phát hiện một người chết. Chúng ta muốn hỏi ngươi một chút, đêm qua nghe động tĩnh gì hay không?" Tiểu Thất lắc đầu: "Ta tối hôm qua ngủ rất say, là buổi sáng bị các người đánh thức đó. Bất quá ta nghe quản lý quán rượu nói người chết tình trạng rất kỳ quái. Các người suy nghĩ một chút, liệu có phải là người có khả năng tạo được ra cái chết như vậy được hay không?" Hai cảnh sát nhìn nhau, ngẫm nghĩ một chút. Bộ dáng của người chết quả thực rất kinh khủng, không giống như là người có thể làm được. Hai người bọn họ cũng đã trải qua không ít những vụ án mạng, xác thực là chưa từng thấy tử trạng kỳ quái như vậy. Nếu như không phải là người làm, vậy thì ai là kẻ sát nhân? Chương 470: Hung thủ là búp bê. Cảnh sát trẻ hơn nhìn Tiểu Thất, thử dò hỏi: "Người có biết rõ hung thủ là ai không?" Tiểu Thất nhún vai: "Ta đã nói rồi, tối hôm qua ta ngủ phòng trừng đối diện vợ chồng kia làm gì ta cũng không biết. Không tin các người có thể đi xem màn hình giám sát của quán trọ." Chúng ta xem rồi không phát hiện ra đầu mối." Nghe vậy Tiểu Thất nói: "Vậy các người có nhìn thấy trong màn hình giám sát chiều hôm qua quản lý quán rượu cùng mấy nhân viên bảo vệ tới tìm ta, nói có một con rắn màu đen không?" "Mãng xà màu đen? Chẳng lẽ là mãng xà giết người?" Hai người nhìn nhau đều là không thể tin nổi. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu: "Phòng chừng trong nhận thức của các người, mãng xà giết người đều là đem người cắn chết sau đó ăn thịt. Còn nữa, nếu như quả thật là mãng xà giết người, tại sao chỉ có người đàn ông chết mà người phụ nữ lại không chết? Chúng ta không nghĩ ra thứ này. Nếu như theo như người nói mãng xà màu đen giết người, như vậy phải là có hai người chết." Nghe vậy Tiểu Thất từ tốn: "Khả năng các người không tin, nhưng ta nói cho các người biết, trên thế giới này là có quỷ đó." "Có quỷ? Người đừng có đùa như vậy. Nếu như thật sự có quỷ thì cũng là trong lòng người có quỷ mà thôi." Hai bên cảnh sát ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Một hồi lâu hai người đứng dậy: Đã làm phiền ngươi rồi." "Không sao." Tiểu Thất tiễn hai người ra khỏi phòng. Nhìn thấy một người cảnh sát vội vã chạy tới, nhìn Tiểu Thất thấp giọng: "Diêu đội, L3 có chuyện rồi. Tử trạng của người chết giống hệt người sáng nay." "Cái gì? Chẳng lẽ cái trán cũng dễ dàng bị lõm xuống?" "Dạ không sai. Hơn nữa người chết này cũng tra camera theo dõi, không phát hiện bất kỳ đầu mối nào." "Được rồi, chúng ta đi xuống." Nói xong Diêu đội kia liếc mắt nhìn Tiểu Thất: "Làm phiền." Tiểu Thất cười một tiếng nhẹ giọng: "Cần ta hỗ trợ gì tùy thời có thể tìm ta, dù sao ta ở trong phòng cũng không có việc gì làm." Nghe Tiểu Thất nói, Diêu đội dừng lại, nghĩ đến lúc trước Tiểu Thất đã nói vài điều, trong lòng đối với thân phận của Tiểu Thất có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó quay đầu: "Tiểu huynh đệ, có hứng thú đi cùng chúng ta xem một chút?" Tiểu Thất ngẩn ra, sau đó gật đầu, trở lại trong phòng lấy ba lô, đem cửa phòng khóa lại. Căn phòng xảy ra chuyện ở lầu 3 là phòng 8314. Căn phòng này ở là một nữ nhân. Lúc đó nhân viên phục vụ ở quán trọ phát hiện ra cửa phòng không đóng, đi vào liền nhìn thấy người chết nằm ở mép giường. Đi đến cửa phòng, bên trong phòng cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Bởi vì Tiểu Thất theo chân Diêu đội đi vào, cho nên cảnh sát canh giữ không có ngăn lại. "Tiểu huynh đệ, ngươi xem có thể nhìn ra nguyên nhân người chết như thế nào không?" Nghe Diêu đội nói, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường đều ngẩng đầu đánh giá Tiểu Thất. Thấy Tiểu Thất còn trẻ như vậy, lập tức trong ánh mắt có một chút khinh miệt. Tiểu Thất cũng không thèm để ý, từ trong túi lấy ra một cái bao tay đeo vào. Nhìn một màn này Diêu đội kinh ngạc: "Tiểu huynh đệ cũng là cảnh sát sao?" "Không, lúc trước ở Tây Xuyên bình thường vẫn giúp thị cục phá án, cho nên cũng có thói quen đeo bao tay đó." Tây Xuyên, tiểu huynh đệ có biết Hồ Khai không? Tiểu Thất gật đầu. Ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ, cũng đã giúp hắn xử lý rất nhiều vụ án mơ hồ. Ê, ta là cùng Hồ Khai trước đây là chiến hữu đó. Diêu đội cười nói. Ta kiểm tra thi thể đã. Nói xong, Tiểu Thất ngồi xuống, đưa tay nắm cái cằm của người chết, hơi dùng sức. Quả nhiên, đầu của người chết rất mềm, trực tiếp lõm vào. Mấy cảnh sát còn lại nhìn một màn này vội vàng hô. Này, ngươi đừng có phá hư hiện trường. Tiểu Thất không thèm để ý đến, đứng dậy, nhìn Diêu đội. Các người có thể ra ngoài một chút không? Toàn bộ sao? Tiểu Thất vừa định gật đầu, sau đó nghĩ đến. Diêu đội này, nếu như đã cùng Hồ Cảnh sát là chiến hữu, tự nhiên có phương thức liên lạc. Sau khi rời khỏi, khẳng định sẽ gọi điện, xác nhận thân phận của mình. Ngay sau đó nói. Hai người các ngươi lưu lại. Những người khác đi ra ngoài. Diêu đội này, những cảnh sát kia không phục. Diêu đội khoát tay. Các người đi ra ngoài đi. Mấy người không vui ra khỏi căn phòng. Được một chút, trước khi họ ra còn cảnh cáo trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng, từ trong túi lấy ra gương bát quái, cắn ngón tay. Ở bên mặt gương bát quái vẽ lên một vòng. Gương bát quái bắn ra kim quang, chiếu lên từ đầu đến chân của thi thể. Một hồi lâu, Tiểu Thất cất gương bát quái nhẹ giọng. Hồn phách và tinh huyết của nàng đều bị hút đi. Bất quá điều ta nghi ngờ là tại sao không có thi khí. Tiểu huynh đệ, ngươi đang nói gì vậy? Hai người không hiểu nhìn Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng. Thân phận của ta ngươi có thể đi hỏi Hồ Cảnh Quan. Ta tin rằng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Về phần người này, khẳng định là yêu ma quỷ quái hút hồn phách và tinh huyết. Hai người Diêu đội nhìn nhau, trầm ngâm. Vậy ngươi có thể nhìn ra là yêu ma nào hút tinh huyết và hồn phách của nàng? Có thể hút khô, mà thi khí cũng không có. Không phải là yêu ma bình thường có thể làm được. Nếu như là yêu, ở đây nhất định phải có yêu khí. Quỷ, thi cũng đều có âm khí. Nhưng ta ở đây không cảm thấy gì cả. Tiểu Thất từ tốn. Vậy ngươi có biện pháp gì không? Có. Tiểu Thất gật đầu, từ trong túi lấy ra một sấp linh phù, đưa cho hai người Diêu đội. Các người đem linh phù dán ở trên cửa phòng của mỗi một phòng. Về phần phòng của ta thì không cần dán đâu. Các người đi theo ta cùng nhau đến căn phòng là có thể nhìn thấy hung thủ chân chính. Này, ngươi không có gạt chúng ta chứ? Tiểu Thất nhún vai. Tin ta đi, hôm nay có thể làm rõ ràng là chuyện gì. Nếu như không tin ta, phòng chừng sẽ không làm rõ được, mà còn có thêm người chết đó. Diêu đội trầm ngâm. Được, ta tin ngươi một lần. Diêu đội trưởng dứt khoát cắt đứt lời phụ tá, sau đó nói. Người đem sắp linh phù này đưa ra ngoài để cho bọn họ dán ở mỗi một cửa phòng đi. Dạ vâng. Tiểu Thất cùng Diêu đội trưởng đi vào trong phòng. Từ trên bàn lấy ra điện thoại di động, lập tức là gọi cho Hồ đội trưởng ở Tây Xuyên. Ngay sau đó đưa điện thoại di động cho Diêu đội. Hỏi Hồ Cảnh Quan một chút, sẽ biết thân phận của ta. Diêu đội nhận điện thoại, cùng với Hồ Cảnh Quan hàn huyên. Trong lúc đó, Hồ Cảnh Quan biết rõ Tiểu Thất đã khôi phục, cũng rất vui vẻ. Mấy phút sau, Diêu đội đưa điện thoại trả lại cho Tiểu Thất, cười nói. Tiểu huynh đệ, không nghĩ đến là ngươi lại lợi hại như vậy. Cũng không quá lợi hại đâu. Diêu đội cười một tiếng. Lúc trước đã nghe lão Hồ nhắc qua, hắn gặp phải một người trẻ tuổi rất lợi hại, không ngờ lại là ngươi. Lúc này, căn phòng kia lập tức từ từ đóng lại. Hắn đi tới, Tiểu Thất liếc mắt nhẹ giọng. Liêu đội, người này có tin được không? Yên tâm, ta cùng lão Hồ đã gọi điện thoại. Hắn nói với ta biết tiểu huynh đệ này là cao nhân đó. Vậy thì tốt. Tầm mắt của Diêu đội nhìn lên Tiểu Thất. Tiểu huynh đệ, chúng ta làm gì? Chờ, yêu ma quỷ quái giết người đến cửa, mỗi gian phòng đều dán linh phù. Nếu như nó còn muốn giết người, nhất định phải đến đây. Hai người Diêu đội hai mắt nhìn nhau một cái. Làm như vậy không phải là quá mạo hiểm sao? Yên tâm, không có việc gì. Hơn nữa ta cam đoan, trước 7 giờ tối hắn nhất định sẽ tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay lúc hơn 5 giờ chiều, trong phòng đột nhiên nổi lên một trận âm phong. Tiểu Thất từ từ đứng lên. Đã tới. Ba tháp một tiếng, ánh mắt của hai người chuyển ra cửa sổ. Ánh mắt của Diêu đội trưởng trợn to, nhìn thấy con búp bê trên cửa sổ. Con búp bê này chính là chiều hôm qua nhân viên bảo vệ của quán trọ nhìn thấy ở phòng của Tiểu Thất được đặt ở cửa. Búp bê cặp mắt chảy huyết lệ, ánh mắt tỏa ra lục quang, không ngừng đánh vào trên cửa sổ. Tiểu Thất mở cửa sổ, búp bê từ bên ngoài nhảy vào, sau đó lao thẳng tới hai người Diêu đội trưởng. Hai người Diêu đội trưởng vội lui về đằng sau. Tiểu huynh đệ nhanh lên một chút, hỗ trợ ta. Tiểu Thất cười một tiếng, đi tới túm lấy đuôi sam của búp bê, kẹp một đạo linh phù đánh vào trên trán nó. Búp bê nhất thời dừng lại động tác. Nhìn một màn này, hai người Diêu đội cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, có chút sợ hãi. Đây là vật gì? Đây là hung thủ giết người đó. Cái gì? Búp bê là hung thủ giết người sao? Tiểu Thất lắc đầu. Nó nhìn qua là một con búp bê, nhưng thật ra thì không phải. Nó là một con tà linh. Chương 471 xuất hiện trong tầm mắt. Tà linh. Hai người trợn to mắt, quả thực không thể tin được. Đây không phải là một con búp bê sao? Bất quá chỉ bẩn một chút. Vậy vốn là vật hình người, dễ dàng tụ linh. Nói xong, Tiểu Thất đưa tay chụp lấy thân thể con búp bê. Một hồi cảm thấy kinh ngạc. Búp bê này không phải là loại tự mình tụ linh, mà là có người cố ý nhốt một con quỷ trong cơ thể của nó. Là cố ý quỷ. Hai người Diêu đội trưởng nghe đến mơ hồ. Tiểu Thất móc linh phủ ở trên trán búp bê xuống, ánh mắt của nó thoáng sáng lên, liền muốn nhào tới hai người Diêu đội trưởng. Bất quá bị Tiểu Thất túm chặt lấy đuôi sam, chỉ có thể dập dờn ở không trung. Túm lại cái đầu của búp bê, dùng sức vặn một cái, nhất thời vặt đầu của nó xuống. Một cỗ mùi khó ngửi từ trong thân thể của búp bê bay ra. Tiểu Thất hít mũi, cúi đầu vừa nhìn, trong người của búp bê lại là dán kín, bên trong là thi du. Đột nhiên một cái bóng mờ từ trong đầu búp bê bay ra hướng cửa sổ. Muốn chạy sao? Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, linh phủ bay ra ngoài. Chính xác, không có lầm là dính vào trên người của hư ảnh. Hư ảnh nhất thời đứng tại chỗ bất động, không để ý. Tiểu Thất vẫn nghiên cứu búp bê. Một hồi lâu, Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ. Thi du ở bên trong còn kèm theo một cỗ mùi khó ngửi nhàn nhạt, phân biệt ra chính là phấn xương người. Phấn xương người, thi du cộng thêm một con quỷ, cái này không tiến hóa tà linh cũng không được. Cẩn thận đem búp bê để dưới đất, không để cho thi du bên trong vẩy ra. Ngay sau đó đi tới bên người hư ảnh, đem linh phủ tháo ra từ tốn. Ai cho người tới? Trước mặt là một nữ quỷ, đoán chừng độ 30 tuổi. Tiểu Thất hỏi xong, nàng gắt gao cắn môi, không có chịu nói. Nhìn một màn này, túm lấy cổ nàng quát lên. Ta hỏi lại một lần nữa, ai cho người tới? Ta, để ta nói. Tiểu Thất ném nữ quỷ ra ngoài, thấp giọng mắng. Đúng là ta vốn là mới nhận công việc ở cao ốc thế kỷ, sau đến khi bị người ta giết chết, hồn phách bị nhốt ở trong búp bê. Chiều hôm qua bị đưa đến quán rượu này, muốn ta ngăn người lại. Nghe vậy, Tiểu Thất cau mày ngăn lại. Cao ốc thế kỷ mới, chẳng lẽ sợ hãi ta đến đó hay sao? Nói như vậy, những âm dương sư này muốn làm gì ở cao ốc thế kỷ mới đây? Để cho tà linh tới thu hút tầm mắt, sau đó mà âm thầm làm việc. Xem ra là có động tác lớn. Là ai đưa tới? Là một thuật sĩ cực kỳ lợi hại. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Diêu đội liếc mắt. Các người hẳn là đã xem camera. Ngày hôm qua là vật gì đặt búp bê ở cửa phòng ta? À, là một con cự mãng màu đen. Cảnh sát bên cạnh Diêu đội vội vàng nói. Tiểu Thất gật đầu, nhìn nữ quỷ từ tốn. Người đã nói là một thuật sĩ, nhưng màn hình giám sát nhìn rất rõ, rõ ràng là một con cự mãng màu đen. Ta không có nói láo đâu, thật sự là thuật sĩ. Cự mãng kia cũng là thuật sĩ. Người nói cái gì vậy? Tiểu Thất trầm giọng. Thuật sĩ làm sao có khả năng biến thành cự mãng? Hắn một mực trốn ở trong cao ốc thế kỷ mới. Chiều hôm qua hắn bám theo ta, một mực đi theo sau ngươi. Tiểu Thất trong lòng trầm xuống, một mực đi theo phía sau mình, vậy mà mình cũng không hề phát hiện. Xem ra thật đúng là không có đơn giản một chút nào cả. Người bị phong ấn ở bên trong búp bê còn không có ý thức tự chủ. Nữ quỷ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó gật đầu. Thấy một màn này, Tiểu Thất lại nói: vậy tại sao lại muốn giết người? Nếu như ta không giết người, thuật sĩ sẽ giết ta đâu. Đây không phải là giết người từ ý của ngươi. Nói xong, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú ngữ, một cái túm lấy cổ nữ quỷ. Từ tốn đã có ý thức tự chủ, còn dám giết người, vậy thì không thể để cho ngươi sống. Diêu Bội, hai người tê dại cả da đầu, bịt lỗ tai. Âm thanh này quá mức chói tai, khó nghe. Một hồi lâu, Diêu Đội nói: thật không nghĩ tới, ở giết người lại là một con búp bê. Tiểu Thất chỉ búp bê trên đất: các người đem vật này mang về, ở bên trong là thi du và phấn xương người. Được. Diêu Đội gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi nữ quỷ kia nói thuật sĩ kia là con cự mãng màu đen, là có rút cuộc là thế nào? Tiểu Thất đáp nhẹ một tiếng. Đại thế giới không thiếu thứ lạ. Nếu như ta đoán không sai, âm dương sư đem hồn phách của mình vào bên trong cự mãng. Một khi âm dương sư cùng xà linh dung hợp với nhau, có thể biến ảo ra hình thái là quá đáng sợ. Tiểu Thất khoác tay một cái: các ngươi rời đi trước, ta sẽ phải lao ra ngoài làm chút chuyện đó. Phải đi đâu? Cao ốc thế kỷ mới. Nghe vậy, Diêu vội vàng nói: tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể đi đâu được. Cao ốc thế kỷ mới bây giờ là một vùng đất dữ, không biết đã chết bao nhiêu người. Phàm là người đi vào, không một ai có thể còn sống mà đi ra. Tiểu Thất cười khẽ một tiếng: cái gì mà không ai có thể còn sống mà đi ra? Ta ngày hôm qua không phải là mới đi ra sao? Mới vừa rồi ta đã nói chuyện với tà linh, các người đều nghe được. Thuật sĩ kia mang nó đến đây chính là để nhiễu loạn tầm mắt của ta đó. Ta đoán ở trong cao ốc thế kỷ mới còn có động tĩnh lớn, cho nên phải đi một chuyến. Vậy chúng ta đi trước. Hai người Diêu Đội sau khi rời khỏi, Tiểu Thất thu thập một tút, ra khỏi phòng, ra khỏi quán trọ, bắt xe đến cao ốc thế kỷ mới. Bên ngoài 6 dặm, nhìn một cái mấy chiến sĩ đang trông coi. Sau đó tìm một người xó xỉnh, lén lút chạy vào, tiến vào trong cao ốc thế kỷ mới. Xuống dưới phòng ở dưới lòng đất, quả nhiên phòng ngầm kia là huyết tế lệ quỷ đã bị mang đi. Ở trên vách tường còn dùng máu tươi viết một hàng chữ, bất quá Tiểu Thất đọc không hiểu. Những chữ này đều là chữ của Nhật Bản, nó không chừng là âm dương sư lưu lại uy hiếp Tiểu Thất. Dùng điện thoại di động chụp lại những chữ này, chờ một thời gian lên mạng tra một chút. Sau khi rời khỏi căn phòng có hầm ngầm ở dưới đất, chạy thẳng tới lầu 14. Lầu 14 cũng như vậy, tất cả đều bị rời đi. Mở ra la bàn, cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi. Địa châm xoay tròn một hồi, chỉ hướng bàn làm việc. Đi tới trước bàn làm việc kiểm tra một chút. Từ phía dưới ngăn kéo tìm được một con búp bê. Con búp bê này vẫn còn mới, bất quá là cái bụng bị rạch ra. Đưa tay móc hai cái, kéo ra một bó bông vải to, đưa lên trước mũi ngửi một cái. Không có mùi vị gì đặc biệt, chỉ có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Vứt bỏ con búp bê, lại lục tung tìm, vẫn không có những vật khác. Đứng dậy cau mày, địa châm của la bàn xoay tròn, không thể nào là vì một con búp bê bình thường như vậy. Nhưng rõ ràng la bàn chỉ ở đây, rốt cuộc là từ đâu? Rút ra long tuyển kiếm, bổ lên bàn làm việc. Bàn làm việc bị chẻ ra làm đôi, bên trong có 2 lớp. Đưa tay kéo 2 lớp đồ vật ở bên trong, ngửi một cái, trong lòng trầm xuống, là da người. Đem tất cả da người kéo ra, đánh giá có đến 7-8 tấm, bất quá đều là bị long tuyển kiếm chém làm 2 khúc. Tiểu Thất trầm ngâm chốc lát, lẩm bẩm: âm dương sư, ngươi thật sự là không ngừng tìm, vậy ta để cho ngươi biết lý do. Tiểu Thất tìm tới một số vật dễ cháy, đem người ta chất chung một chỗ. Một cây đuốc đốt rủi, nhìn bộ da người cháy thành tro bụi. Tiểu Thất xoay người rời đi. Âm dương sư đã rút lui khỏi cao ốc thế kỷ, lần này nhất định phải tìm được âm dương sư. Việc này thực sự là cũng không có dễ làm. Hơn nữa cũng không biết âm dương sư đến cùng đã huyết tế bao nhiêu lệ quỷ. Những thứ này là uy hiếp tiềm ẩn. Nữ quỷ theo như lời cự mãng mà nói là đến cùng ở đâu? Hết chương 471. Hết tập 74. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tũn. Và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.